Xin kính chào quý vị, chào đón quý vị đến với kênh của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ, một kênh chuyên test giới thiệu các mặt hàng loa, loa bãi, loa Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, vân vân. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị một mã loa mới. Đây trong là một trong những dòng loa của Anh, thiết kế rất là nhỏ, gọn gàng. Nó không phải nhỏ đâu, nó đến 40, cao 40, ngang 20. Nhưng mà cái đặc biệt của em nó là nó nặng như một cái cối đá luôn. Đây. Đây là một trong những dòng loa của Anh. Và cái mức giá của nó này rất là rẻ, phải nói là rẻ luôn. Đây quý vị nhìn với em nhé. Đây là dòng loa của Anh model RE6.2LA. Đây. Qua này chắc chắn là của Anh rồi. Hàng của nước Anh xịn. Mặt trước của em nó đây. Giá của đôi loa này là 3.8 triệu. Giá của đôi loa này là 3.8 triệu, 3.8 triệu. Đấy, giá của đôi loa này 3.8 triệu. Sau đây em đã khui hàng, đã khui hàng loa cho quý vị xem. Và đây là một trong những đôi loa phải nói là nó thiết kế cái con thùng này, cái thùng khoang này nó chứa hết, chứa hầu như là đầy hết ruột với gan, chẳng có cái gì để rỗng. Đây trước mắt quý vị đây là củ loa của đôi loa đó, đây củ loa của con loa Anh này. Quý vị nhìn cái củ loa của nó xem, củ loa nó to đúng bằng cái chóa luôn, đuôi bằng đầu luôn nhé, củ loa. Được chưa? Củ loa đúng bằng chóa loa luôn. Vào đây. Đấy. Nó được thiết kế trong một cái thùng rất là vừa, nhỏ gọn. Với một cái củ loa với một con tép này. Đây con tép là con khủng nữa. Quý vị nhìn tép kèn, tép còi chưa? Đấy. Chỉ cần với hai con này nó đã chứa đầy mất một thùng loa rồi. Chứa đầy thùng loa. Và cái củ từ này thì quý vị nhìn qua củ từ quý vị biết. Đây phải nói là một trong những đôi loa em cảm thấy là rất là khủng. Khủng tại sao? Nó không cân đối với lại cái thùng. Bình thường những đôi loa khác thì cái thùng nó to thì đôi loa nó, nhưng con này là loa nó chiếm gần hết thùng, nó tràn hết thùng luôn. Đấy. Cái em úp ở phía trong này là một bề bo mạch phân tần của em nó. Đấy. Đây em sẽ úp lật lại cho quý vị nhìn. Này quý vị nhìn xem, em nó chóa có phải bằng miệng luôn chưa nhá. Chóa bằng miệng luôn. Và tiếp theo là sang đến cái thứ hai nữa là đây là con tép, tép còi hay tép kèn. Quý vị nhìn này. Có một con loa nào mà nó thiết kế với cái đôi loa chỉ có 3.8 triệu một đôi mà nó thiết kế con này. Quý vị bán nguyên cái con còi này, con tép còi này nhé. Quý vị bán nguyên con tép còi này quý vị phải được 1.5 triệu, 1.5 triệu một đôi nhé. Nguyên đôi tép còi này, chưa cần bán loa với củ thùng. Khẳng định là nhất con tép này ra quý vị bán phải được 1.5 triệu một đôi mà có tranh nhau lấy. Đây nhá. Quý vị nhìn tép này, tép còi này, thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Cái củ nó này. Sướng không? Ít có những đôi loa nào mà với tầm giá có 3.8 triệu một đôi loa mà nó thiết kế như này. Thiết kế như này, thấy chưa? Đấy. Rất là khủng. Chiều sâu của cái tép còi này này, nó gần 20 phân, nó tầm 18 phân. Vâng, bao nhiêu ạ? Chiều sâu của tép còi nó gần 18 phân. Đó vào đi. 18 phân cái tép còi này nhé. Chiều sâu của em nó là được 18 phân. Đấy. Còn đây, con loa này, con củ này. Đấy. Đây. Các bác nhìn giúp em. Và đây, quý vị nhìn phía bên ngoài của em nó đây, thiết kế. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Em nó đang thiết kế đây, mặt trước rất nhỏ gọn, đường kính 20 nhé. 20 cao tầm khoảng độ 38 phân, cao 38. Và giá của một đôi loa này, đây là một đôi nhé, giá 3.8 triệu một đôi. Báo cáo quý vị là đôi loa này nó cực kỳ nặng, nó nặng so với kích thước của những đôi loa khác ấy, thì nó phải nặng gấp 3 lần chứ không phải gấp đôi nữa nhé. Ví dụ như có một đôi loa nào to như con này thì con này nó phải nặng gấp 3 lần luôn. Bởi vì quý vị nhìn cái củ loa này nó đặt hầu như là chiếm đặc, nó đặc hết cái thùng rồi, gần như đặc hết cái thùng. Và cái đặc biệt hơn nữa là nó là một trong những dòng loa, đây là dòng loa xịn của Anh, của nước Anh luôn nhé. Loa xịn của Anh luôn, đây. Chứ không phải là loa vớ vẩn gì cả. Đây. Ngoài vỏ gỗ, được thiết kế vân gỗ khảm là màu sơn, vân kiểu màu đá, vân đá, khảm đá, đấy, rất đẹp. Thấy chưa? Đấy. Đây là phía sau, đây là phía trước. Và đây là đã khui hàng. Hàng thì có rất nhiều. Đây, không những đây còn trên nữa. Đấy, em xếp của em khui hàng tiếp.
À, đây là một trong những đôi loa mà em thấy từ trước đến nay là cái thiết kế của nó là độc đáo, là nó chiếm hầu như là ruột, có nghĩa là loa và củ loa nó chiếm gần như là hết thùng loa luôn. Mà tại sao nó lại vẫn đưa được ra cái chất âm rất là ấm và sâu và mạnh khỏe luôn. Những đôi loa này báo cáo quý vị là không phải khen là cái gì, bởi vì là loa của nước Anh nó sản xuất thì quý vị đã dùng loa Anh nhiều quý vị biết rồi. Còn đây mặt trước của em nó đây, à mặt trước của em nó làm với lại loa màng giấy, được chưa, màng giấy. Để em đặt dịch nó xuống đây cho quý vị nhé. Loa màng giấy, à đây là loa màng giấy này, gân cao su, nó gân xếp một gân lõm một gân lồi nhé, gân xếp một gân lõm một gân lồi. Còn bên này đấy, còn đây đây là cái củ tiếp còi mà nó thiết kế theo kiểu khóa ra đằng trước. Con này lắp gắn vào phía trong nhé, gắn đáy thụt vào tận phía trong cơ. Sau đó là phía ngoài cái nắp này này còn có cái chóa đây, để em xem cái chóa đâu rồi. Nó có một cái chóa ở đây. Đây. Đây nó là cái chóa chưa quý vị. Quý vị đợi đợi em lấy cái chóa. Đây, cái chóa nó đây quý vị ạ. Đấy, đây quý vị nhìn cái chóa đây. Cái chóa nó lắp ở ngoài miệng này, ngoài miệng đây. Đấy, nó sẽ đặt vào đây. Đấy, được chưa? Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, nó chóa nó lắp vào đây. Mình sẽ thả cái củ này xuống đây này. Đây này, cái củ đúng của nó là nó thả xuống đây. Đấy. Đây, nó thả chìm cái củ còi nó bây giờ chìm vào trong này quý vị nhé. Xong đó là mình sẽ đợi lắp chóa vào đây. Đấy. Đấy, thấy chưa? Nhìn thì rất cảm giác là rất là gọn gàng, không biết khi nhấc ra thì mới biết được đây, ai ngờ rằng cái củ nó thụt đây, quý vị nhìn cái củ nó xuống tận đáy luôn. Đấy, quý vị nhìn xem, củ loa xem, nó xuống tận hết đáy luôn. Tóm lại là khi thả cái đôi loa này vào trong là hai cục từ nam châm của đồ này nó nuốt hết sạch cái khoang trống của cái đôi loa này luôn. Đấy. À, đây là một trong những đôi loa em cảm thấy là từ trước đến giờ em chưa thấy đôi loa nào nó chiếm hết phần thiết bị nội thất trong khoang loa hết sạch. Và giá của em nó là 3 triệu 8 một đôi. Báo cáo quý vị là hàng không có nhiều nhé, bác nào gạch thì gạch nhanh hết nhé. Hiện tại là có 6 đôi thì có 2 đôi bác một bác gạch rồi. Đấy. Còn đây phía trên này nữa là đôi loa, cũng phải nói luôn là một trong những dòng loa độc đáo luôn, loa của Mỹ. Đây. Đây là đôi loa cực kỳ độc đáo luôn. Con này thiết kế với lại bát cũng họng còi mà tép cũng còi, được chưa? Tại sao bát họng còi? Tất cả cái chóa còi đây này, phía trước này này, được chưa? Nó thiết phễu loe thành còi. Ở phía sau cùng của con loa đây, con loa này nó sâu này, 1, 2, 3, 80 phân cơ. Ở phía con bát 40 nó nằm tận cuối đuôi này này. Xong đó nó hất ra phía sau, cái họng còi ra đây. Đấy. Còn con tép còi bên trong, con tép còi này sâu hơn 30 phân. Đấy, quý vị nhìn này. Và cái giá của cái đôi loa, giá của đôi loa chuyên karaoke hội trường gia đình cũng như là ngoài sân công này, đôi loa này là 18 triệu 900. Đây, giá của ơi. Đây, đây là một đây 18 triệu 900 cho quý vị xem. Em sẽ quay phía sau. Giá của em nó là 18 triệu 900 em ghi đây. Đây, đây là đôi loa MTH1. Dòng loa EV MTH1 nhé. Ở đây, hàng là Made in USA, quý vị nhìn rõ hộ em nhé. Đây, Made in USA, hàng Mỹ xịn luôn nhé. Để vừa hàng Mỹ mà có một đôi loa Mỹ to khủng như thế này mà với giá chưa đến 20 triệu thì quý vị thoải mái chơi các loại nhạc cũng như karaoke, giải trí, gia đình, kinh doanh. Kể cả kinh doanh phòng hát, phòng trà, cà phê, vườn, thoải mái. Công suất tối đa một loa là 350W. Chưa? Đấy. 350W. Đấy. Giá của em nó là 18 triệu 900 với đô la Mỹ này. Quý vị có thể thoải mái giải trí gia đình, mà đặc biệt là các hội trường của các phòng hoặc phòng học. Nói chung là tóm lại là đây là một đô la nó thiết kế theo kiểu công suất lớn, dành cho karaoke gia đình cũng được mà ngoài sân vườn cũng được. Đấy. Giờ. Còn bên cạnh đây là đôi loa của Đức thì dần dần em sẽ giới thiệu tiếp. Ngoài ra còn rất nhiều mặt hàng. Và đặc biệt là ví dụ như là con loa, con đài Bose này. Đây là một trong những con đài Bose phải nói là nghe
đến rực rỡ em cho tôi ước mơ. Báo cáo quý vị là riêng con đôi bốt này quý vị tháo củ loa thì quý vị bán chắc 2 triệu 2 triệu rưỡi được đôi củ loa bốt này. Đó này, nó chạy là CD này, điện thoại máy tính laptop cắm vào thoải mái, rất gọn nha. Đây CD đang chạy CD đây. Cho nhau thương đau tình yêu là gì? Chỉ một tắt này, đấy. Em chạy đĩa ghi nhá, quý vị nhá. Đó là toàn bộ clip em vừa gửi đến quý vị, một số mã loa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.